chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 26 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ghi nhận thêm 14 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tập trung ở huyện Yên Mỹ. Ban chỉ đạo huyện đã họp khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19. Một số xã chưa coi trọng việc giải quyết xử lý đơn thư khiếu kiện ngay từ cơ sở. Công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và lớp 10 trung học phổ thông chuyên Hưng Yên năm học 2021-2022. Những hệ quả từ ma túy gây ra cho gia đình và xã hội thật khôn lường. Phóng sự nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có công điện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công điện nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh những ngày gần đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh như sau. Từ 0 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2021, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, rạp chiếu phim, hoạt động phòng tập gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cơ sở cắt tóc, gội đầu, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống vỉa hè, quán ăn đêm, nhà hàng ăn uống phục vụ tại chỗ, nhà hàng phục vụ khách mua hàng, mang đi được phép hoạt động. Cơ sở tôn giáo tín ngưỡng tạm thời dừng đón khách. Tạm dừng tổ chức các loại hình, lễ hội, hoạt động sự kiện tập trung đông người, các hội nghị đông người chưa cần thiết, không tập trung quá 10 người bên ngoài công sở, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K. Khuyến cáo tạm dừng hoạt động cưới hỏi, đám hiếu, chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự. Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường lực lượng đẩy nhanh hơn nữa công tác truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm đối tượng nguy cơ. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ tình hình dịch trên địa bàn, chủ động áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội kịp thời với quy mô phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc tổ chức ôn tập trực tuyến cho học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, không tổ chức dạy học, dạy thêm, học nhóm, tập trung. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp cơ sở vận tải hành khách từng các tuyến vận chuyển hành khách đi, từ, đi qua hoặc đến vùng có dịch, định kỳ khử khuẩn phương tiện vận chuyển, bố trí dung dịch sát khuẩn trên xe, kiểm tra thân nhiệt hành khách lên xe, chỉ được đón 50% lượng khách theo số ghế ngồi và yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trên suốt hành trình. Báo ngay cho cơ quan y tế địa phương gần nhất khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi nhiễm dịch để kịp thời kiểm tra xét nghiệm. Các cơ quan đơn vị địa phương doanh nghiệp nếu đủ điều kiện bố trí 50% lực lượng làm việc tại cơ quan, 50% làm việc trực tuyến tại nhà, không tổ chức các cuộc họp chưa thực sự cần thiết để tập trung công tác phòng chống dịch. Đối với lực lượng công an, quân sự, y tế, căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh và các yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, thủ trưởng ngành quyết định bố trí lực lượng làm việc phù hợp. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh tạm thời không đi tham quan, du lịch, việc riêng ra ngoài tỉnh. Trường hợp cần thiết phải đi thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải báo cáo thủ trưởng cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Người dân phải thông báo với trưởng thôn, tổ dân phố, nơi cư trú. Khi trở lại tỉnh, phải thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác. Không đi đến vùng đang có dịch trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Yêu cầu người dân đi từ, đi qua các vùng có dịch khi về tỉnh phải thực hiện cách ly ngay tại nhà, báo cáo cho lực lượng y tế địa phương để thực hiện ngay biện pháp phòng chống dịch khi cần thiết. Người đứng đầu cơ quan đơn vị doanh nghiệp và trưởng thôn tổ dân phố chịu trách nhiệm quản lý cán bộ công chức viên chức người lao động và người dân của cơ quan đơn vị doanh nghiệp và địa phương mình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã ký. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ họp khẩn bàn giải pháp để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Đến nay trên địa bàn huyện
đã xác định được 24 ca bệnh COVID-19. Trong đó, buổi sáng phát hiện thêm 9 ca, gồm 6 ca đang cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới Hưng Yên, 3 ca trong khu cách ly tập trung của huyện. Huyện đã truy vết được 327 người thuộc diện F1 đang được cách ly tập trung, 2.337 người F2 và 3.595 người F3 thực hiện cách ly tại nhà. Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy trên địa bàn huyện là hơn 15.000 mẫu. Huyện đã phong tỏa xã Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ, phòng khám Việt Pháp, xóm trên thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, xóm Bắc, thôn Yến Đô, xã Tân Việt, thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, xóm Cầu Treo, thôn Hảo Xuyên, xã Tân Lập và công ty Tân Á Đại Thành, thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 các xã còn lại. Tại cuộc họp, huyện Yên Mỹ đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại công ty Tân Á Đại Thành sẽ cao nếu như không có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ các khu cách ly mới vì các khu cách ly của huyện đã kín chỗ, tiếp tục hỗ trợ các y bác sĩ để đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu huyện Yên Mỹ thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 có liên quan đến các ca bệnh, thực hiện tốt công tác khai báo y tế. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị phương án hỗ trợ huyện Yên Mỹ khu cách ly mới, lực lượng tham gia các điểm chốt, các công ty doanh nghiệp chủ động phương án để cách ly các trường hợp liên quan đến ca nhiễm trong doanh nghiệp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch. Hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 14 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động và Ân Thi, đều là các trường hợp đã được cách ly. Đây là số lượng ca bệnh ghi nhận trong ngày nhiều nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, ổ dịch công ty Tân Á Hưng Yên ở huyện Yên Mỹ đã lan rộng ra các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động. Trong đó, có 10 ca ở huyện Yên Mỹ đã cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới Hưng Yên và cơ sở cách ly tập trung của huyện. 4 ca còn lại đều là công nhân công ty Tân Á Hưng Yên, gồm 1 ca ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, 1 ca ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, 1 ca ở xã Vũ Xá, huyện Kim Động và 1 ca ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Liên quan đến các ca bệnh mới phát sinh, huyện Khoái Châu đã phong tỏa đội 9 thôn An Cảnh, xã Hàm Tử với 151 nhân khẩu, huyện Kim Động phong tỏa thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá với 1.234 nhân khẩu, huyện Ân Thi phong tỏa thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Yên Mỹ phong tỏa một phần thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt với 47 nhân khẩu và phong tỏa thêm khu vực Cầu Treo ở xã Tân Lập với 50 nhân khẩu. Đối với ổ dịch công ty Tân Á Hưng Yên, đến nay công ty này đã có 6 trường hợp F0, tuy nhiên đã có 329 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Trong 14 ca bệnh mới ghi nhận đáng chú ý, có trường hợp ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu được công ty Tân Á Hưng Yên cho nghỉ ở nhà cách ly từ ngày 23 tháng 6 khi là đối tượng F2. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 6, trường hợp này xuống thành phố Hưng Yên đổi giấy phép lái xe. Đến sáng 26 tháng 6, trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính và đã được công bố là bệnh nhân 15.146. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện quy định cách ly để phòng chống dịch. Để tăng cường phòng chống dịch, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên vừa tạm dừng các hoạt động vận tải khách liên tỉnh từ Hưng Yên đến hoặc đi qua vùng có dịch và ngược lại. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng vừa có quyết định tổ chức triển khai cách ly cho công dân tại cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh ở trường Đại học Thủy lợi cơ sở Phố Hiến nhằm giảm tải giãn cách cho các khu cách ly của huyện Yên Mỹ. Tình hình dịch bệnh tại Hưng Yên đang hết sức phức tạp. Vì vậy, mọi người cần cảnh giác, hạn chế đi lại, tiếp xúc và thực hiện nghiêm thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang. Ngày 25 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải đã có thông báo về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Theo đó, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách hàng hóa đi và đến thị trấn Yên Mỹ và 7 xã thuộc huyện Yên Mỹ gồm xã Trung Hưng, Tân Lập, Thanh Long, Minh Châu, Việt Cường, Tân Việt, Lý Thường Kiệt và hoạt động vận tải khách liên tỉnh từ bến xe khách Cống Tráng thuộc xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ đi các tỉnh, thành phố và ngược lại. Hạn chế hoạt động vận tải trên địa bàn 9 xã thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ gồm Đồng Than, Trung Hòa, Ngọc Long, Liêu Xá, Nghĩa Hiệp, Giai Phạm, Hoàn Long, Yên Hòa, Yên Phú. Trường hợp phải vận chuyển, thủ trưởng đơn vị vận tải bến xe khách phải quán triệt cán bộ lái xe, nhân viên đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế với thông điệp 5K, nhất là các lái xe đường dài vận chuyển trên tuyến Bắc Nam.
Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 cho học phổ thông công lập và lớp 10 cho học phổ thông chuyên Hưng Yên năm học 2021-2022. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2021-2022 dao động từ 12,6 đến 18,2 điểm. Trong đó, trường Trung học phổ thông Văn Giang có điểm trúng tuyển cao nhất, trường Trung học phổ thông Phù Cừ có điểm trúng tuyển thấp nhất. Các thí sinh trúng tuyển vào các trường là thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên một điểm. Toàn tỉnh có 185 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Đối với lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, điểm chuẩn dao động từ 30 đến 38 điểm, trong đó lớp chuyên hóa học có điểm chuẩn cao nhất nhóm khoa học tự nhiên, lớp chuyên Anh có điểm chuẩn cao nhất nhóm khoa học xã hội. Các thí sinh trúng tuyển vào các trường là thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 2 điểm. Hiện nay, nhiều chủ vườn, trang trại và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh đang đẩy mạnh việc tiêu thụ nông sản qua các kênh bán hàng online. Giải pháp này không chỉ phát huy hiệu quả trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, mà chính là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Với diện tích 10 mẫu trồng ổi, sản lượng vụ này đạt trên 20 tấn quả, chị Đào Thị Thu Hiền tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên cũng rất lo lắng cho đầu ra, bởi dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng, thậm chí là đứt gãy kênh bán hàng truyền thống. Mặc dù đã đến thời điểm thu hoạch, song rất ít thương lái tìm đến mua, nếu có thì cũng bị chèn ép, giá bán chỉ còn 2.500 đến 3.000 đồng một kg ổi. Chấp nhận bán với giá như vậy thì gia đình chị Hiền cầm chắc việc thua lỗ. Để khắc phục tình trạng trên, chị Hiền đã chủ động nhờ người quen đăng bán ổi online thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Sau khi tiếp nhận các đơn hàng, sản phẩm sẽ nhanh chóng được ship đến tận tay người tiêu dùng với giá bán 5.000 đồng một kg. Gia đình nhà chị Hiền thì cũng nhờ bên tôi hỗ trợ, tôi đã bán cho gia đình được gần 2 tấn hàng. Hôm nay vẫn đang tiếp tục nhận đơn, gia đình vẫn đang chuẩn bị những đơn hàng để chuyển đi. Thì trong quá trình dịch bệnh khó khăn, ngoài chương trình là hỗ trợ tại các điểm, thì tôi cũng phải kết nối lên các trang mạng xã hội để nhờ đến các tỉnh bạn. Ví dụ dùng Facebook, Zalo, tiêu thụ lượng cũng tương đối là nhiều. Bên cạnh việc duy trì cung ứng rau củ cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh, hiện nay, công ty cổ phần rau củ quả Nhật Việt tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đang khai thác hiệu quả các trang mạng xã hội, website của công ty để tìm kiếm bạn hàng mới. Số lượng các đơn bán lẻ cũng vì thế được tăng lên. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID cho nên là công ty đã đề ra cái phương án là tất cả những cái đơn rau trong thành phố thì tầm từ 6-7 cân là công ty có người đưa rau đến tận nơi, ship cái hàng đến tận nơi, không phải mất phí. Còn các cái tỉnh lẻ như Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam là chúng tôi gửi hàng ngày. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm được quy trình tham gia quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, vừa qua, Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, các sàn giao dịch điện tử tổ chức tập huấn hướng dẫn tham gia gian hàng Việt trực tuyến trên sàn thương mại điện tử Sendor, Vỏ Sò, Tiki, kỹ năng xúc tiến phân phối trên sàn thương mại điện tử, giới thiệu về ứng dụng QR code trong quản lý sản phẩm, truy xuất nguồn gốc. Sắp tới, nhiều nông sản của tỉnh như nhãn quả tươi, hạt sen, long nhãn, mật ong, dưa, ổi sẽ được bán trên các sàn thương mại điện tử. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nắm bắt tâm lý hạn chế ra đường của người tiêu dùng, việc bán nông sản online và giao hàng tận nơi đã góp phần quan trọng trong việc ổn định và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh nông sản. Nếu không coi trọng việc xử lý và giải quyết các đơn thư, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở, đùn đẩy cho cấp trên thì sẽ rất dễ dẫn đến người dân bức xúc và gửi đơn thư vượt cấp, tạo ra những mâu thuẫn không đáng có. Từ một mâu thuẫn tưởng như rất nhỏ, một hộ dân ở xã Bái Sậy, huyện Ân Thi đã giả lối đi của hộ khác. Chủ hộ đã hai lần làm đơn kiến nghị tới xã và trực tiếp báo cáo việc này với lãnh đạo và chính quyền xã Bái Sậy. Thế nhưng, vụ việc này kéo dài từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 6 mới giải quyết xong. Chính quyền địa phương giải quyết chưa triệt để cho nên dẫn đến tình trạng kéo dài, gây bức xúc trong gia đình chúng tôi cũng như là dư luận nhân dân địa phương. Nếu như giải quyết triệt để thì sẽ không có những cái tình trạng mà đơn từ sẽ gửi đi vượt cấp. Ngay cả những người hàng xóm ở đây cũng rất bất bình về việc
hộ dân ngang nhiên lấn chiếm lối đi của gia đình bên cạnh, cũng như sự chậm trễ vào cuộc của chính quyền. Chính quyền ở đây đúng là giải quyết là chậm trễ đấy. Kẻ mà cứ đằng thẳng như mọi đám là người ta phải làm xong rồi, không ai người ta để cho mà giải quyết này. Đường trên đã cho xi măng, hai gia đình người ta đã bỏ tiền người ta mua đá, rồi mua cát vàng người ta đổ được cái con đường đi. Mà bây giờ không biết tự dưng làm sao, nị đòi đường thì người ta đi nơi nào. Còn tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, từ cuối năm 2020, một số hộ dân kiến nghị về việc dòng họ Đào xây lăng mộ lớn trên hành lang giao thông. Tất cả các vấn đề này đều thuộc thẩm quyền xử lý của chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, xã lại không xử lý kịp thời, cũng như chưa có những biện pháp để tuyên truyền vận động hòa giải hiệu quả. Ông Trần Quang Triều và một số hộ dân liên quan đã có đơn thư nhiều lần lên huyện và xã, thế nhưng việc giải quyết vẫn chưa triệt để. Ngay sau khi công trình bắt đầu được nâng cấp, tôi đã có đơn và tôi đến trực tiếp Ủy ban dân xã Thiện Phiến, Ủy ban dân huyện Tiên Nữ đề nghị xử lý và đình chỉ cái việc xây dựng trái phép trên đất hành lang. Thế nhưng tất cả các cơ quan đều đun đẩy và coi như công trình vẫn ngang nhiên xây dựng mà không có bất kỳ một sự ngăn cản nào từ chính quyền địa phương cả. Họ hứa thì là sau khi bầu cử hội đồng nhân dân các cấp xong, họ sẽ xử lý dứt điểm công trình vi phạm, nhưng đến nay đã bầu cử xong hơn một tháng, công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại. Sự việc nó cũng liên quan đến nhiều vấn đề, giả dụ như là cái việc đất cát thì nó liên quan đến cái lịch sử tồn tại của cái nguồn đất, thế và cái thủ tục giải quyết trước đây, thế và đến bây giờ thì quy định của pháp luật có một số cái điều chỉnh. Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ đã có ý kiến với tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn yêu cầu huyện Tiên Lữ và Sở Giao thông Vận tải tập trung giải quyết, nhưng khu lăng mộ này vẫn được xây dựng vi phạm hành lang giao thông. Từ sự chậm trễ vào cuộc trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân dẫn đến sự việc kéo dài và đơn thư vượt cấp. Thậm chí, Ủy ban Nhân dân các huyện phải thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để giải quyết. Đây chỉ là hai trong số nhiều vụ việc mà chính quyền và lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở chưa quan tâm giải quyết kịp thời và dứt điểm theo thẩm quyền của mình. Thưa quý vị và các bạn, hệ lụy của ma túy gây ra cho gia đình và xã hội là vô cùng khôn lường. Từ lâu, ma túy thực sự đã trở thành một hiểm họa cần được tránh xa. Nhân ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6, xin giới thiệu với quý vị và các bạn về hệ lụy mà hiểm họa này để lại. Qua đây rất mong mọi người hãy cùng tránh xa tệ nạn này. Nhà nhỏ bé với diện tích khoảng 30 m² nằm sâu trong ngõ hẹp ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm này là tài sản cuối cùng còn lại của bà Phạm Thị Nụ. Nhiều tài sản của gia đình bà đã không cánh mà bay chỉ vì người con trai mắc vào tệ nạn ma túy. Sau nhiều lần khuyên ngăn không được, người con dâu cũng đã ly hôn con trai bà. Chỉ đến khi đưa được con trai đi cai nghiện tập trung, bà Nụ mới cảm thấy cuộc sống tạm yên ổn. Mượn của người thân ấy, xe nó cắm thì là mẹ là lại phải đi giả, nó cứ đánh lừa nó đi làm bằng bao nhiêu lần ấy. Thế là mẹ mới vợ là phải mua cho con xe thì mai nó còn đi làm. Thế đi làm đâu được nửa tháng, năm bảy hôm nó lại bán mất, nó lại còn cắm mất rồi. Thì khổ lắm chú ạ. Con cái thì làm mới làm được chú. Thế là từ ngày các chú cho đi thì nó mới thì mình mới đỡ lo chú ạ. Khi vướng vào ma túy, người dùng rất dễ mắc nghiện và dễ bị cuốn vào vòng xoáy của nó. Con nghiện sẽ bất chấp tất cả để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, kể cả việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Vấn nạn này đã trở thành nỗi nhức nhối của xã hội và khiến cho biết bao gia đình lâm vào cảnh bần cùng. Có những lúc nó lên cơn, nó đập phá, tôi chưa kịp bắn thóc ấy. Không đưa tiền cho nó thì là nó còn cầm cái điếu cày nó vụt tôi mấy cái. Còn là trước kia nó xin 500-1 triệu nó là bình thường đó. Tôi cũng mong muốn là làm sao con hoàn lương. Tính từ năm 2020 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ 306 vụ,
gần 500 đối tượng thu giữ trên 27.300 gram heroin, trên 1.203 gram ma túy tổng hợp, 691 gram cần sa. Điều này cho thấy loại tội phạm này vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Trong thời gian vừa qua thì xuất hiện rất nhiều loại ma túy mới, trong đó có các cái thành phần tiền chất về ma túy, đặc biệt ở các cái quán karaoke, quán bar được các cái giới trẻ hiện nay rất ưa và thích sử dụng, dẫn đến những hệ lụy thần kinh suy nhược, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn toàn tỉnh, gây ra những cái vụ án phức tạp liên quan đến về ma túy. Quá trình đấu tranh đối với loại hình này, tội phạm này thì gặp rất nhiều khó khăn. Hệ lụy từ sử dụng ma túy là hết sức khôn lường. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, rất cần có sự chung tay vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý người nghiện, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy để loại bỏ nó ra khỏi đời sống xã hội.